Trước điều kiện thời tiết ngày càng bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, một nhà nông dân huyện Tân Phước đã mạnh dạn đầu tư mô hình ứng dụng công nghệ cao để tạo ra các sản phẩm sạch, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tiêu biểu có mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính của ông Nguyễn Ngọc Thanh tại xã Phước Lập, huyện Tân Phước. Hơn 3 năm trước, ông Nguyễn Ngọc Thanh, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Tân Phước Xanh, đầu tư xây dựng 3 nhà kính trồng dưa lưới với tổng diện tích 5.000 m2, Mô hình được áp dụng theo quy trình chuẩn và kiểm soát chặt chẽ từ khâu hạt giống, theo dõi quá trình sinh trưởng, nước tưới cho đến khi thu hoạch. Với mỗi 1 000 m vuông, ông trồng khoảng 2.500 gốc dưa lưới với hai giống dưa lưới Quỳnh Long và TL3. Đây là hai giống dưa có thời gian sinh trưởng ngắn từ 60 đến 70 ngày nên có thể sản xuất 4 vụ một năm. Trong khu chăm sóc, ông áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt Israel để đảm bảo việc cung cấp dinh dưỡng hợp lý, vừa đủ cho cây, tránh lãng phí, giảm giá thành sản xuất hệ thống này được quản lý bằng điện thoại thông minh nên nông dân có thể chủ động và không mất nhiều thời gian chăm sóc. Nhờ ứng dụng tốt tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên hơn 3 năm qua, dường dưa lưới này luôn cho năng suất cao, trái đạt tiêu chuẩn trên 90%, chất lượng cũng luôn đảm bảo nên được các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội bao tiêu sản phẩm với giá bán mỗi ký dưa lưới TNL3 trung bình 40.000 đồng, dưa lưới Quỳnh Long khoảng 60.000 đồng giúp mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với trồng lúa và nhiều cây trồng khác tại địa phương. Ngoài ra, mô hình này còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn chục công lao động với mức thu nhập khá. Ở đây của mình là nhà là, là mình làm những cái căn nhà khoảng 1 000 uh, mét vuông đó, hoặc 2 000 mét vuông thu hoạch khoảng 6 tấn trên uh, 1 m mét. Thế thì một năm mình trồng được 4 vụ thì là mình thấy là hiệu quả kinh tế này nó hơn bà con trồng lúa rất là nhiều lần. mình mới đưa cái mô hình mình đã triển khai này vào cho một số bà con thành viên trong hợp tác xã để cùng nhau phát triển. thế nhưng mà hiện tại thì cũng có một số khó khăn về đồng vốn, đó. bà con cũng chưa theo kịp được thì mới chỉ có một hai hộ là là, là thực hiện theo cái mô hình này nhưng mà ở cái diện là nhỏ hơn chứ không được nhà lớn như thế này. Thế thì bà con làm một thời gian rồi thì cũng thấy là rất ổn định và cũng theo kịp được. Về kỹ thuật các thứ thì mình hỗ trợ phần giống các thứ là mình hỗ trợ hết. Trên địa bàn xã Phúc Lập thì cái mô hình dư lưới thì xuất hiện khoảng 3 năm nay. Nói chung là hiệu quả kinh tế thì đem lại khá cao, tạo điều kiện về việc làm cho người dân ở đây có công an việc làm. Hàng ngày thì cái mô hình dưa lưới này thì tạo điều kiện cho khoảng 30 lao động là có cái thu nhập ổn định cho cuộc sống của người dân. Về cái tiềm năng của cái dưa lưới này thì phát triển cũng khá mạnh. Cái diện tích thì quy mô là trong tương lai sẽ mở rộng nhiều hơn. Không những mang lại hiệu quả kinh tế cao, các mô hình này đã cho đang góp phần thay đổi tư duy, thói quen, tập quán sản xuất của nông dân, từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch, gắn với nhu cầu của thị trường theo hướng an toàn và bền vững, tạo ra sản phẩm chất lượng giúp người nông dân nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.